đây là khi mình mở cái ứng dụng của cái máy này ra thì đây là giao diện của máy này. Chị muốn điều khiển máy thì chị vào trong phần máy thì nó sẽ hỏi chị những cái chức năng cơ bản cần kích hoạt đấy. Đầu tiên là chức năng tiếp tục làm việc. Nếu nhà chị mà diện tích mà rộng hơn 200m, 250m ấy, thì mình nên chọn tính năng này vì nó làm không hết thì nó sẽ đi nó làm tiếp. Tiếp theo là chính năng không làm phiền, thì thường cái này cũng tốt đấy ạ. Vì từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng ấy, lúc đấy có thể là những cái điều khiển của mình ấy, nó sẽ máy nó sẽ ngăn, nó không hoạt động gì nữa. Ví dụ như là nhỡ mình có bấm, trẻ con nó bấm vào đây máy nó không chạy nữa. Thì như mình cứ để kích hoạt cái tính năng đề xuất của nó thì tốt. Đấy, chỉ lần đầu tiên thì nó sẽ hỏi mình thôi. Thì đây là cái giao diện của máy do lần đầu tiên ấy, thì nó sẽ chưa detect được cái nhà của chị, nên là nó chưa có cái bản đồ của nhà mình. Còn khi mà hoạt động xong thì nó sẽ có một cái bản đồ nhà mình và cái bản đồ đường đi của máy ở lần cuối cùng. Thì chị ở đây chị có thể quan sát được chỗ nào nó làm rồi, chỗ nào chưa làm. Nhưng mà do máy này là nó chưa chạy nên là chưa có. Bắt đầu nó chạy xong nó sẽ có. Thì ở cái nút đầu tiên đây là cái nút này, là cái nút mà cho máy chạy. Còn cái nút mà có biểu tượng cắm sạc ấy, ví dụ máy nhà chị nó đang ở ngoài, chị không muốn nó làm nữa thì chị chọn vào cái biểu tượng cắm sạc, nó sẽ quay về đốt sạc. Vâng, mình khống chế nó quay về đốt sạc. Còn tất cả toàn bộ tất cả tính năng của máy thì nó sẽ nằm ở cái nút 3 chấm này. Ở đây là trạng thái pin này. Đây là trạng thái mà đang kích hoạt cái chế độ không làm phiền, chế độ mà quay lại làm tiếp này. Đấy. Thì vào đây em sẽ giải thích cho chị từng tính năng một từ trên xuống dưới. Toàn bộ tất cả các tính năng nó sẽ nằm ở dấu 3 chấm góc phải trên cùng. Thì ở cái trên cùng này, cái chỗ Advanced Mode này, ở cái chế độ này nó sẽ là tất cả các cái tính năng liên quan đến bản đồ sẽ được kích hoạt, bao gồm có ví dụ như là chị khi mà chị cho phép cái chỗ này thì nó sẽ chị có thể là lựa chọn được cái vùng làm việc ở trên bản đồ, chị có thể vẽ từng ảo. Thì chắc chắn là bản đồ là mình cần dùng đến rồi, cho nên chức năng này bao giờ mình cũng kích hoạt. Nhưng mà mặc định thì máy nó sẽ không kích hoạt chức năng này, chính vì vậy mình phải kích hoạt lên. Khi kích hoạt xong thì nó cũng hỏi để nó giới thiệu mình các cái tính năng mà trong cái chức năng nó có thôi. Thì mình có thể xem nhưng mà không cần thiết đâu. Thì tự nhiên em sẽ giải thích cho chị. Đấy, thì cái tính năng bản đồ được kích hoạt rồi. Tiếp theo cái dòng thứ hai là cái chế độ, nó được hiểu là cái lực hút của máy. Mặc định là standard có thể hiểu là đây là cái chế độ tự động. Tức là máy nó sẽ tự động nó tăng lực hút và giảm lực hút theo cái mức độ sàn. Thì mình nên để cái chế độ standard này. Nhưng mà có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ nhà chị hôm nay chị cho nó dọn nhưng mà lại có người ở nhà thì chị có thể chọn sang chế độ quiet. Lực hút nó sẽ yếu hơn nhưng mà nó vẫn đảm bảo được mức độ sạch. Còn nếu như mình thấy nhà rất bẩn thì mình có thể chọn sang chế độ max, nhưng mà max là nó khống chế 100% lên hết công suất. Thì lực hút nó đến 2000 kPa. Thì cái này thì mình cũng hạn chế, tức là nếu mà mình cảm thấy cần thiết thì mình mới sử dụng, không phải lúc nào cũng dùng. Còn tốt nhất thì mình cứ để sẵn đó. Tiếp theo nữa thì ở cái mục dưới này là cái chế độ điều tiết mực nước chảy ở chế độ lau. Thì bình thường ấy, ở chế độ medium ấy, nó cũng chính là cái chế độ cân bằng, tức là nó sẽ tự động nó điều tiết nước. Nhưng mà ví dụ như là chị cảm thấy cái sàn gỗ nhà mình ấy là sàn gỗ bóng mà với cái lượng nước lên nó hơi nhiều thì mình sẽ chuyển về chế độ lau để cho nó ít hơn. Hoặc là mình thấy là nước nó như thế nó vẫn chưa sạch lắm, tức là nếu mà chị cảm thấy lau nó vẫn chưa sạch lắm thì chị có tăng nước lên, bởi vì cái dung tích nước nó nhiều ấy, cho nên là mình có thể thay đổi cái lượng nước được. Còn nước rất nhiều, bao giờ nước nhiều thì cũng sẽ lau tốt hơn. Nhưng mà thực tế thì máy này ở chế độ medium ấy, nó sẽ tự động nó cân bằng cái lượng nước chảy, thế là mình cũng không cần thiết phải khống chế. Đấy, tiếp theo nữa thì nó có cái tính năng nhắc cái việc mà mình làm sạch cái khăn lau. Vì sau khi mà mình cho máy lau xong ấy, thì khăn lau nó sẽ nằm ở trên robot. Thường sẽ có trường hợp nữa là mình lại cầm cái khăn lau đấy xong mình lại để nguyên con robot ấy, mình chỉ đổ thêm nước vào xong rồi mình mang đi lau. Thì cái đấy có thể nó sẽ làm cho mình quên. Thì nếu mà chị kích hoạt tính năng này thì nó sẽ nhắc mình là phải mang đi rửa cái khăn lau xong thì mới cho vào. Thực ra thì cũng không cần đâu vì mình biết mà. Đấy. Bố đang học online tí rồi. Đây. Bạn bố đang học online con ạ, tí nữa nhá, nửa tiếng nữa nhá. Ừ. Bây giờ đi luôn á. Thế con vào đợi bạn. Con mở cửa vào đợi bạn nhá. Ôi, dạ. Tiếp theo nữa thì ở đấy cái mục auto bot suction này. Cái này nó là cái chỉ cần đọc một cái chữ này thôi. Capet là sàn. Sàn thì nó có rất là nhiều loại sàn, ví dụ như trong trường hợp nhà mình có sàn gạch, sàn gỗ, sàn đá hoặc là sàn thảm, thì mình nên kích hoạt tính năng này, và tính năng này rất cần thiết cho nên bản thân hãng nó cũng kích hoạt sẵn cho mình rồi.
có nghĩa là nó sẽ tự động nó đưa ra được cái lực quay của cái cuộn quay ở dưới. Vâng, ví dụ gặp thảm nó sẽ giảm cái lực quay đi để giảm sự ảnh hưởng. Bố bảo lấy tiền con ơi. Đấy, còn hai cái tính năng tiếp theo là continue cleaning này, do not disturb này. Thì hai cái tính năng này là nắm vừa rồi chị đã kích hoạt rồi ấy, là làm tiếp mà không làm phiền ấy. Tiếp theo nữa đến một cái mà mình sẽ thường sử dụng đến là cái chức năng mà lập lịch tự động cho máy nó chạy. Thì cái lịch này nó giống như là chị hẹn giờ báo thức trên điện thoại của mình thôi. Nó là lịch đa nhiệm, có nghĩa là mình có thể là cho nó chạy vào cái giờ mình muốn, vào cái ngày mình muốn. Ví dụ như là chị có thể là lập một cái lịch là chạy vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu vào 8 giờ này. Còn buổi sáng từ thứ bảy chủ nhật chị lại có thể cho nó chạy vào 9 giờ, thì chị hoàn toàn có thể làm được như thế. Hoặc một ngày mình cho nó chạy 2 lần. Thì chị cứ vào dấu cộng ở đây, xong ở đây thì nó sẽ có hai chế độ là lập lịch toàn bộ, tức là toàn bộ nhà chị, và lập lịch theo khu vực. Ví dụ như là chị có thể lập lịch cho riêng phòng ngủ 1 giờ, riêng phòng khách 1 giờ. Đấy, thì trong đây nó sẽ phân chia ra 2 phần, và khi mình chọn bất kỳ một cái phần nào ấy, thì ở đây nó có cái phần repeat. Cái phần repeat này thì chị sẽ chọn các cái ngày mà mình muốn, và còn ở đây thì nó có sẵn là mình chọn giờ. Đấy, chị muốn nó chạy vào khung giờ nào đều được. Đấy, xong mình lại ghi vào và nó ra danh sách một loạt các cái lịch ở đây. Mà khi mà ra thì mình có thể là xóa nó đi. Em ví dụ như là em sẽ cho vào từ thứ hai đến thứ sáu đi. Mẹ. Đấy. Cắm vào cái này. Vào. Không không. 8:30 Mẹ đang dùng lấy điện thoại không sử dụng được. Đấy. Đấy. Trong trường hợp ví dụ như là lại có một cái lịch ở dưới nữa thì chị có thể là tắt cái lịch này đi cũng được. Có nghĩa là mình có thể tạo ra bao nhiêu lịch mà mình có thể tắt hoặc hủy rất là linh hoạt, hoặc mình không muốn thì mình kéo sang và mình xóa nó đi. Thế là xong. Cắm vào đâu bây giờ? Thì chị nên sử dụng đến cái tính năng lập lịch này, bởi vì lúc mà mình không có nhà ấy, thì robot nó làm nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng đến mình. Vâng. Tiếp theo nữa là có một cái mà nó hỗ trợ là reset current map. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà robot nó chạy ấy, nó sẽ sinh ra một cái bản đồ của nhà mình và cái bản đồ của robot. Nhưng mà trong quá trình nó chạy ấy, có thể là cái hệ thống điều hướng của nó gặp lỗi. Dẫn đến là như kiểu chị dùng Google Maps cũng có trường hợp là nó định vị sai đường ấy. Thì cái việc mà mình reset lại cái map đấy, có nghĩa là mình reset lại cái điều hướng của máy, nghĩa là nó sẽ xảy ra khi nào thì bình thường ấy, khi mà chị thấy chị xem cái bản đồ chạy của máy ấy, chị thấy nó chạy không đúng. Vâng, chị thấy nó chạy không đúng, ví dụ như là các cái đường chạy của nó bị chệch hướng, thì lúc này thì chị có thể không cần thiết chị gọi cho em, mà chị chỉ cần vào reset cái map lại để cho nó về một cái map mới, nó detect lại từ đầu. Đấy. Còn tiếp theo nữa là đến cái phần cleaning log, là cái lịch sử làm việc của máy. Thì ở đây nó sẽ thống kê là máy chạy bao nhiêu mét vuông, chạy vào giờ nào, ngày nào, và bản đồ nó làm sao trong danh sách. Đấy, thì chị hoàn toàn để kiểm soát được. Tiếp theo nữa là accessory use, là cái phần mà hao mòn của các cái phụ kiện ở trên máy. Thì trên máy có 3 cái phụ kiện hao mòn, bao gồm có chổi cắt cạnh, cuộn hút trung tâm ở dưới máy và cái màng lọc ở trong cái thùng rác. Thì ở đây chị có thể là xem được. Thực ra thì bản chất ấy, nó như là một cái nhắc lịch thôi, nó như là một cái đồng hồ cát. Cứ như ở đây nó sẽ ước lượng khoảng 150 giờ thì mình nên làm sạch. Sau khi làm sạch xong thì chị reset lại. Vâng, tức là mình làm thế này thì mình sẽ kiểm soát được cái thời gian mà mình làm sạch cho máy. Còn có một cách thứ hai nữa là chị có thể ước lượng thôi ạ. Chị cứ khoảng 1 tuần thì chị vệ sinh. Thì năm nữa thì em sẽ hướng dẫn chị các cái vệ sinh ở trên đấy. Vâng. Còn những cái tính năng ở dưới thì không quan trọng lắm. Ví dụ cái phần voice report thì mặc định nó đã là tiếng Anh rồi, mình muốn chuyển sang tiếng khác mình có thể chuyển, nhưng mà không có tiếng Việt. Đấy, còn nếu mà chị thấy nó nói to quá thì chị có thể giảm cái âm lượng đi. Giảm mức âm lượng đi. Vâng. Chỉ có tiếng Anh tiếng Trung mà. Không, nó có rất là nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra nữa thì ở cái phần trợ giúp này, chị có thể xem các cái hướng dẫn như là bảo dưỡng rồi thay thế rồi vệ sinh các cái phần đấy. Đấy, nhưng mà thực ra thì em hướng dẫn thì chị dễ hiểu hơn. Vâng, còn một tính năng nữa có thể mình sẽ dùng đến là Find My Depot. Với là thường như là nhà chị có các cái gầm này, có một số trường hợp gặp một cái gầm nào đấy mà nó vừa đủ độ cao thì nó sẽ bị mắc kẹt, thì chị bấm vào đây thì nó sẽ kêu, nó phát ra tiếng kêu thì chị sẽ tìm thấy nó. Đấy, đấy là toàn bộ cái tất cả cái tính năng ở trên cái máy 920 này. Đấy, bây giờ nó đã detect được một ít cái bản đồ này. Nhưng mà ví dụ khi mà có bản đồ nhá, thì chị vào đây.
đây nó cũng giới thiệu cho mình để sử dụng các cái tính năng đấy rồi. Em ví dụ như cái bản đồ này mình có thể làm được hai việc. Một là mình vẽ cái từng ngăn. Em ví dụ thôi nhé, bởi vì bây giờ nó chưa ra cái bản đồ hoàn thiện của nhà chị. Ví dụ chỗ này là cửa của nhà vệ sinh đi. Thì mình không muốn nó vào cửa nhà vệ sinh thì mình sẽ vẽ một cái đoạn gọi là tường ảo. Đây, no mop zone này. Đây, chị vẽ vào đây. Xong chị kéo một cái đường. Thì cứ đến cái đoạn màu đỏ này nó sẽ lùi ra. Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt hơn này. Ví dụ như là thực sự mà chị thấy cái làm việc của máy nó không hiệu quả cho thảm lắm, hoặc là mình không muốn nó làm thảm mà mình muốn là khi nào mà mình muốn nó làm thảm thì mình chọn riêng sau, thì mình có thể khống chế là mình vẽ một cái đoạn ở trong cái khu vực thảm này, ví dụ thôi ạ. Đấy, ví dụ đây là thảm thì cái no go zone này, cái chỗ ô vuông này nó sẽ không vào trong cái ô vuông đỏ. Quý này nhà chị thì nó sẽ dọn hết nhưng mà riêng ô đỏ nó sẽ không vào đấy. Xong là mình tích vào cái dấu tích này để ghi lại. Còn nếu mà mình không muốn hoặc là mình muốn thay đổi kích thước thì mình có thể di chuyển này. Chị có thể di chuyển này, chị có thể thay đổi kích thước này. Nó như là mình vẽ, đấy, mình có thể thay đổi kích thước, mình có thể di chuyển. Còn không muốn thì mình vào dấu nhân, mình xóa nó đi. Đấy. Thế thôi, xong mình quay lại. Thì tất cả các cái tính năng bản đồ nó nằm ở cái chỗ này. Chỗ này. Đấy, thế thôi. Chọn lau theo khu vực ấy cũng chọn luôn ở ngoài đấy được không em? À, được ạ. Đấy. Thì... Cái này nó có một cái tính năng là cái đấy là khi mà nó phải nhận diện được cái bản đồ của nhà chị ra thành các cái khu vực, nó tự phân đấy, nó là A B C D E. Thì lúc đấy khi mà chị bấm vào cái link này nó sẽ hỏi chị này, nó sẽ có cái tính năng là chọn khu vực nào. Thì lúc đấy mình chấm vào từng khu vực một, hoặc nếu mà mình chọn auto thì nó sẽ chạy hết. Có nghĩa là sau khi phải đi một vòng sau đã. Sau khi nó phải có bản đồ. Còn bây giờ thì mặc định là nó chưa hiểu được cái bản đồ như mình thì mặc định nó chỉ có một tính năng để chạy hết. Thế ban đầu mà chị cho nó đi khắp nhà thì như nào? Dạ, thì chị cứ bấm thôi. Đây mặc định là ban đầu luôn nhé. Mặc định là auto nó chạy hết nhà luôn. Còn sau khi mà có bản đồ của nhà mình thì lúc đấy nó mới ra cái tùy chọn. Đấy, thì bây giờ như nhà chị thì bắt đầu nó detect được một ít bản đồ ở đây rồi. Đấy, thì mình có thể có cái chức năng trên bản đồ như là vẽ từng ngăn, từng ảo rồi. Thế chị đổi chỗ sạc pin ấy thì chị có phải reset lại phần bản đồ không? Không ạ, cái chỗ đốc sạc nó thì... có tự nhận được cái vâng. Chỗ sạc pin của nó vào không? Cứ nghĩa là bản đồ nhà chị là đã được robot ghi ở trên hệ thống rồi. Bây giờ nếu mà chị đổi chỗ sạc pin ấy thì chị mở lại cái khóa của trên cái điện thoại này. Em sẽ giải thích cho chị. Thì bản đồ nó sẽ bao gồm có bản đồ của nhà, bản đồ đường đi của robot là cái đường màu trắng, và cái biểu tượng sẽ đánh này là cái bản đồ vị trí đốc sạc. Chị hiểu không ạ? Đấy. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chị thay đổi cái vị trí đốc sạc này. Chị thay đổi cái vị trí đốc sạc này thì nó sẽ tự động nó cập nhật cái vị trí đốc sạc. Vâng, có nghĩa là chị không lo việc là nó phải reset lại bản đồ hay gì hết. Không sao. Không, ý chị hỏi là trong quá trình mà đang lau ấy, vâng, chị để bê nó đi chỗ khác ấy, bê cái cốc sạc đi chỗ khác ấy. Không sao. Nó có tự nhận ra nó tự nhận được. Nó tự nhận được. Vâng.